Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và sẽ hướng dẫn các bạn mà điền một cái giấy gọi là khi mà phiếu xuất nhập cảnh đó mọi người. Khi mà các bạn Nhật á, các bạn nhập cảnh vô, các bạn sẽ điền hai cái tờ giấy đó. Một cái tờ giấy á, thì các bạn sẽ đưa trước khi nhập cảnh và sau khi vô nhập cảnh rồi thì các bạn sẽ đưa thêm một tờ giấy nữa. Đây là cái tờ giấy nè mọi người. Thì các bạn nào á, hầu như á, người ngoại quốc khi mà nhập cảnh vô mà nước Nhật á, thì đều phải ghi hai cái tờ này nha mọi người. Hai cái tờ này, một tờ dọc và một tờ ngang. Đó. Thì hôm trước mình định lấy về mà hướng dẫn mọi người ghi á, nhưng mà mình để mình coi à. Hôm trước mình lấy được có một tờ à, mình quên nữa mọi người. Ok, đây là ta. Mình lấy được có một tờ một hôm trước mình lấy về để mình về sau này có gì hướng dẫn á mọi người, hướng dẫn cho mọi người. Bạn nào mà chưa có biết á thì sẽ ghi, còn bạn nào biết rồi thì thôi đó. Thì đây nè mọi người, đây là thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đây đây là cái tờ giấy gì ta, ai dạ, cái tờ giấy gì đấy đó. Hôm trước mình lấy gấp quá. Ok, bây giờ mình sẽ làm theo cái tờ giấy này nha mọi người. Đây là cái giấy của Hiền. Đây có một số thông tin nè mọi người. Cái số thông tin thì mình sẽ bôi bỏ nha mọi người. Đây mình sẽ bôi bỏ bớt. Đây là rồi. Thì đây là cái thì có nhiều thông tin của Hiền á, cho nên là mình không để được. Đây đây thông tin của Hiền, cái giấy khách mà mọi người bôi hết mà. Thì mình xài cây viết, là cây viết này nó giống như mà cây viết, đây là cây viết giống như là cái viết cái chì mà lai viết mực nha mọi người, là nó ra mực nhưng mà vẫn bôi được đó, ý mình là vậy. Nó giống như viết chì mà lai viết mực nha. Ừ. Bây giờ mình sẽ bôi một số thông tin của Hiền nha mọi người, tại vì đây là một số thông tin cá nhân. Ừ. Mình phải bôi bỏ. Rồi, ok. Thì bây giờ mình, đây là tên số hội của công ty. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn điền khai cái tờ giấy khi mà nhập cảnh vào Nhật Bản nha mọi người. Thì các bạn khi mà nhập cảnh vào Nhật thì có hai loại giấy nha. Có hai loại, một loại là tờ này dài mà dài nè, và một loại là tờ ngang. Tờ ngang đây, để mình bôi tí thông tin nữa. Tại vì có dính thông tin của Hiền đó mọi người thì nó không có ok lắm.
sẽ bôi một số thông tin của Hiền. Đây là thông tin riêng, đây. Mọi người chờ mình tí nha. Tại vì đây là thông tin cá nhân cho nên rất là quan trọng mọi người. Ok. Đó. Bây giờ mọi người, đây là trước tiên á, cái tờ giấy dài dài đó của mọi người á, trước tiên á là các bạn điền vô. Đây là tên. Đầu tiên là tên, name là tên á. Thì nó có hai tờ này, nó có hai loại nha mọi người, một tờ tiếng Anh và một tờ tiếng Nhật. Nếu như bạn nào á tiếng Nhật giỏi á, thì các bạn sẽ sử dụng là giấy tiếng Nhật. Còn nếu mà bạn tiếng Anh tốt á thì dùng tiếng Anh, tại vì nó có hai loại bản. Cho bạn chọn, cho bạn chọn, bạn thích chọn cái nào cũng được. Ok, bây giờ là cái bản tiếng Anh nha mọi người. Còn tiếng Nhật á thì hôm trước mình có lấy về rồi, để hồi nữa mình sẽ cho mọi người coi sao. Tại vì cái tờ đó thì nó hơi khác với tờ này. Ok. Thì cái thông tin đầu tiên á là cái tên. Tên của các bạn điền vô đây. Ví dụ như Lê Văn Hiền, Lê Văn Hiền ghi ở đây. Và tiếp theo là cái địa chỉ của công ty, cái tên cái tiếng Anh là address nè, in Japan này mọi người. Có nghĩa là địa chỉ của công ty đó. Địa chỉ ở ở Nhật á thì mình ghi sẽ đi ghi địa chỉ công ty vô. Và tiếp theo á là mình sẽ ghi cái số điện thoại để ở dưới mọi người theo nè. Có số điện thoại để dễ liên lạc, nếu mà có trường hợp gì đó thì người ta sẽ gọi cho công ty người ở bên Nhật. Nếu như bạn có người bảo lãnh hay đón gì đó thì mình sẽ lấy số điện thoại của người đó, ví dụ như ship nè, giám đốc hay phó giám đốc hay là ông trưởng xưởng gì đó. Đó. Rồi, xong tiếp theo là cái quốc tịch. Quốc tịch là Việt Nam nha mọi người. Đây nè, quốc tịch. Ai quốc tịch gì thì ghi quốc tịch đó, đó. Tiếp theo là day of birth là tiếng Anh mình không có giỏi cho lắm nha mọi người, nhưng mà mình đã làm rồi cho nên mình sẽ hướng dẫn mọi người, cho nên là mọi người thông cảm cái phần tiếng Anh của mình nha. Đây là cái ngày sinh. Ở dưới đây tiếp theo là cái ngày sinh. Mình ghi năm trước, rồi tới tháng, rồi tới ngày, đó, được chưa? Rồi, tiếp theo là cũng là đây, tiếp theo là cái passport nha mọi người. Đây là cái tờ giấy ghi của passport nè, đó. Thì cái passport của mình là số mấy mình ghi vô. Ghi vô ở đây có một, mỗi một ô là một con số nha mọi người. Đây. Mình sẽ cho mọi người xem nha. Đây. Ở cái sổ sau của mọi người, mọi người. Đây có hộ chiếu nha. Ở phía sau á, ở phía sau mọi người á cũng có một cái hàng số này nè. Đây, nó mình sẽ ghi cái số này đứng đầu nè. Ghi vô nha mọi người. Đây ghi số nào cũng được. Ở bên trong cũng có thông tin nữa nhưng mà cái số này vẫn ok nha. Đó. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cái mấy cái điền ở dưới nè mọi người, cái check nè. Bạn sẽ check vô no hết, không có cột nào chết hết nha mọi người. No 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 no. Và dưới đây cũng no luôn. Được chưa? Thì có cái cột mà no á thì các bạn là check vô no hết. Được chưa? Mình lưu ý với các bạn đó. Đó. Thì cái tờ giấy này á, giấy dài là xong rồi nha mọi người. Thì cái đầu tiên á, bạn vô cái đầu tiên á là bạn sẽ đưa một cái giấy dài. Giấy dài trước. Giấy dài nó kiểu giống như vậy nè, nó dài dài như vậy nè. Nhưng mà cái này nó hơi khác nha mọi người. Đây là tiếng Nhật, nãy là cái bản kia bản tiếng Anh. Rồi, ok, mình sẽ hướng dẫn tiếp mọi người điền thêm một cái giấy nữa nha mọi người. Đây. Đây tiếp theo, khi mà các bạn vô được cái Nhật Bản rồi, rồi bạn sẽ điền thêm một tờ giấy nữa. Đây, đây là tờ giấy này mọi người. Đây. Ví dụ như đợt, cái tờ giấy ngang nha, cái tờ giấy ngang thì mọi người sẽ ghi là đầu tiên là tên nè, Lê Văn. Nhưng mà cái chữ Hiền ấy, tên ấy, thì bạn ghi qua bên đây nha. Ở đây là họ và tên thôi. Đó, được chưa? Lê Văn. Như đây là Hiền. Được chưa? Ở đây thì nó thì cái ở dưới đây thì lại là tiếng Nhật nha mọi người. Tại vì mình cái này là ấy trung tâm hướng dẫn mình đi á. Hướng dẫn mình điền vô á. Ở dưới đây là tờ tiếng Nhật. Được chưa? Thì các bạn điền đúng như vậy á là các bạn nhập cảnh ok, không lo gì hết. Còn được chưa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp nha mọi người.
Được chưa? Đây là cái tờ là tên, tên trước, họ và chữ lót trước, chữ điểm á. Lê Văn, rồi hiện là tên bên đây cột này. Rồi tiếp theo là năm sinh nữa mọi người. Đây nè. Đây là ngày tháng năm sinh nè, điền vô đây. Tháng, ngày trước. Rồi tới tháng, rồi tới năm. Được chưa mọi người? Đây, ở đây là điền là ngày trước, ở trên là ngày trước, rồi tới tháng, rồi tới năm. Được chưa? Rồi, tiếp theo là quốc tịch nè, Việt Nam nè. Ở đây là cái tỉnh á, tỉnh Tây Ninh. Được chưa? Cái tỉnh mình đang mình cái tỉnh mình sinh ra á. Mình gọi cho Tây Ninh. Rồi, tiếp theo các bạn điền là Sonohota. Ở đây nè. Ở đây là bạn chắc vô, cái bạn để là working. Working là đi làm việc. Rồi tiếp theo là cái mà chuyến bay á mọi người. Chuyến bay của mọi người là chuyến bay bao lâu, bao nhiêu. Đó. Còn cái này là thời hạn cái visa của mọi người á mọi người. Đây là thời hạn là 1 năm nha mọi người. Của mình là 1 năm. Đó. Và tiếp theo. Và tiếp theo đây chính là cái hàng thông tin. Đây là tên, cái địa chỉ. Địa chỉ của công ty không thôi là cái nơi mình sẽ ở bên Nhật các mọi người. Thường là ghi địa chỉ của công ty nha. Đây ở dưới đây. Và các bạn ở dưới đây nó có dấu check nè, IE nè. Thì các bạn sẽ check vô IE hết. Hình như là cái mẫu này in còn thiếu ở dưới đây nè. Có hai cái còn hai ô nữa và check vô IE hết. Được chưa? Đây là cái mẫu thông tin khi mà các bạn phải biết khi mà nhập cảnh vào nước Nhật. Đó. Được chưa mọi người? Thì video đến đây thì mình xin kết thúc nha mọi người. Đây thì nếu mà cần thiết thì mình sẽ chụp cái mẫu cho mọi người xem nha. Chụp cái mẫu cho mọi người xem luôn. Đó, mình sẽ chụp sau ở phần phía sau của video nha mọi người để cho mọi người tham khảo. Ở đây toàn tiếng Nhật không. Nó hơi khác một tí. Rồi, ok thì mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Thì các bạn có thắc mắc gì cứ nhắn tin comment mình sẽ trả lời cho mọi người liền nhanh nhất có thể. Thì cái video hôm nay thì nội dung là như đây thôi. Đó, cho nên là khi mà các bạn nào á mới đi lần đầu tiên đến Nhật á thì cũng sẽ bỡ ngỡ với khi mà nhập cảnh á. Sẽ bỡ ngỡ với hai cái phần này. Đó. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cho mọi người xem rồi. Ok. Thì mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha. Bye bye.